Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 4038, bắt đầu từ trái tim. Sự xuất hiện của lỗ đen lập tức đưa tới sóng to gió lớn, tuy nhiên nghe nói Ngọc Hiên đều bị một tiếng dọa đến mức chạy trốn, khiến xung quanh lỗ đen này rộng nghìn trượng đều trở thành địa phương, không ai dám tới gần. Nếu có thể thăm dò lỗ đen, bọn hắn sẽ càng ngạc nhiên hơn, lỗ đen thẳng tắp vô cùng, vạn trượng thẳng đến sâu nhất địa tâm, làm cho ngôi sao này chủ yếu là sắt và đào xích thạch, đều thuộc về mật độ tương đối cao, cường độ cũng tương đối lớn. Vì vậy, ngôi sao này dày đặc, hầu như tất cả các thời gian đều có hỏa sơn phun trào, để ngôi sao này trông giống như một cành đào rực, bởi vì mật độ tương đối lớn, hẻm núi trên ngôi sao này rất ít, lỗ sâu hầu như không có. Sau khi tất cả, để đạt được độ sâu, ngay cả khi hung thú đào đất hiếm khi có thể đạt đến độ sâu cực, đó là lý do tại sao, sự xuất hiện của hố sâu như vậy chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn của ngôi sao này. Và ở cuối lỗ đen, chính là hỏa hồng biên làm màu vàng ròng cuồn cuộn, nhiệt độ ở đây đã đạt tới mức khó tin, mà ở trung tâm của cái này, cũng là chỗ lõi của ngôi sao này, đột nhiên ngồi xếp bằng một bóng dáng, nơi có một tinh ấn lấp lánh ở giữa bàn tay. Trong khi ngồi xếp bằng, tinh ấn thứ hai từ từ xuất hiện trong mi tâm của nó. Thứ ba viên ngôi sao thì, mỗi ngôi sao ta chỉ hấp thụ một nửa tinh thần chi lực của nó, muốn khôi phục lại tam tinh e rằng còn phải tìm kiếm ít nhất 5 ngôi sao mới được. Ở trung tâm của ngưng hỏa tinh, ngôi sao nguồn gốc đã ảm đạm hơn phân nửa, rõ ràng là bị bóng dáng ngồi xếp bằng bên cạnh hấp thụ, sau khi hấp thụ một nửa liền ngừng hấp thu. Mà thân hình hấp thu ngôi sao bản nguyên tu luyện, chính là nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm. Cùng tổ xuất sau giao chiến thế giới thứ nhất khiến kỳ thực lực thụt lùi, cho nên Tiêu Viêm không chút do dự, lập tức tìm kiếm ngôi sao khôi phục thực lực của nguyên thần phân thân. Ngoài thực lực thụt lùi, khí huyết và thọ nguyên của nguyên thần phân thân đều sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực của nguyên thần phân thân mới được. Hơn nữa sự thụt lùi của thực lực nguyên thần phân thân cũng ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực của Tiêu Viêm. Nguyên thần phân thân sau khi hấp thụ 3 viên ngôi sao, thực lực đã trở lại 2 sao, bởi vì đã phá vỡ tam tinh, vì vậy phục hồi không phải là quá khó khăn. Miễn là có đủ tinh thần chi lực, nguyên thần phân thân phục hồi tam tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay sau đó, Tiêu Viêm đột nhiên đạp từ trung tâm của ngưng hỏa tinh, sau khi thời gian tương đương bị ảnh hưởng, thân hình của Tiêu Viêm hóa thành cầu vòng dài từ đó mà bạo phát ra. Tốc độ của nó gây tiếng vang trong hang động sâu vạn trượng, toàn bộ ngôi sao một lần nữa xảy ra rung động bất thường. Ngay cả khi nhìn thấy một chùm tia đỏ rực bay lên trời, nơi này cường giả nhất đến gặp ta. Chùm ánh sáng đỏ thon dừng lại giữa không trung, ngưng tụ thành một bóng dáng, mái tóc vàng sậm, đôi mắt vàng, trông giống như thiên thần giáng lâm. Ngọc Hiên đứng trên bầu trời của một tông môn nào đó, hắn là lão tổ của tông môn này, vô số tông môn đều ngẩng đầu nhìn vị lão tổ này trong mắt bọn hắn như thiên đạo tồn tại, giờ phút này trán rậm rạp mồ hôi lạnh, dường như không dám thở nhiều. Ngọc Hiên nghe đến thanh âm như sấm sét này, sắc mặt tất cả đệ tử trắng bệch, Ngọc Hiên đồng dạng sắc mặt khó coi, hơi do dự, vừa một cái liền hướng xa xa, xuất hiện trước Tiêu Viêm với tốc độ nhanh nhất. Tiền bối thật sự xin lỗi, vãn bối tuyệt đối không phải cố ý quấy rầy, kính xin tiền bối tha thứ. Sau khi Ngọc Hiên đến, không nói hai lời liền quỳ lại một gối trước mặt Tiêu Viêm, tất cung tất kính ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn mặc dù không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người Tiêu Viêm. Nhưng loại cảm giác áp bức này so với khí tức càng chính xác hơn. Hắn biết rõ vị trước mặt này, một khi động sát tâm, muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể có tinh đồ xung quanh. Tiêu Viêm hỏi, Ngọc Hiên mồ hôi như mưa, hắn sợ Tiêu Viêm không nói lời nào. Tiêu Viêm vừa mở miệng hắn trong nội tâm liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mệnh nhỏ hẳn là không có gì đáng ngại. Có. Nhưng đây là bản đồ sao hàng trăm năm trước, không biết có gì thay đổi hay không. Ngọc Hiên lập tức trong tay lóe lên ánh sáng, quyển trục lấp lánh ánh sao xuất hiện trong tay, cung kính dâng hiến cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giơ tay lên, đó là trực tiếp triển khai tinh đồ, nhìn về phía bên xung quanh hai ngôi sao gần nhất, ngôi sao trong bản đồ đánh dấu vị trí của ngôi sao, nhưng không nói ngôi sao nào lớn hơn và tình hình tài nguyên. Sau biển cùng hàn phàm tinh, ngôi sao kia tài nguyên càng thịnh hơn. Tiêu Viêm một lần nữa mở miệng, Ngọc Hiên nghe vậy thân hình hơi run lên, sau đó lập tức trả lời Tiêu Viêm. Chỉ cần nhìn vào nhu cầu của tiền bối, hãn hải tinh có rất nhiều thuộc tính hiếm có, mà hàn phàm tinh lại có khí nội tinh dày hơn một phần, nếu đang định nói tài nguyên hai sao ai thịnh hơn một phần,
thì vãn bối cho rằng Hãn Hải Tinh mạnh hơn một chút. Ngọc Hiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy liền khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Bàn chân đạp mạnh hư không, lực lượng khổng lồ nhấc lên xung kích, Ngọc Hiên lại càng không kịp phản ứng, bị một cú sốc cực lớn đánh bay, khí huyết cuồn cuộn phun ra một ngụm máu tươi. Và Tiêu Viêm đã bước qua hư không, biến thành một cầu vòng dài để rời khỏi ngôi sao này. Ngọc Hiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm hóa thành trường hồng rơi đi, hắn ánh mắt âm trầm vô cùng, trong mắt dường như có oán niệm. Nắm đấm nắm chặt một lúc lâu, mới giúp người rời đi, chẳng qua hắn không trở về tông môn, mà cũng rời khỏi Ngưng Hỏa Tinh, không biết phải đi đâu. Tiêu Viêm là nhìn vào bản đồ sao, Hãn Hải Tinh và Hàn Phàm Tinh là hai hướng khác nhau, lướt về phía không trung, dứt khoát chọn Hàn Phàm Tinh. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, trong hư không của Ngưng Hỏa Tinh, bóng dáng Ngọc Hiên chậm rãi hiện lên, nhìn hướng đi của Tiêu Viêm, ánh mắt hơi ngưng tụ. Người này ngược lại cẩn thận, nhưng quá cẩn thận có thể cũng không phải là chuyện tốt gì. Trên người không có dao động khí tức, có chút cổ quái, người này tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ hắn đang tìm bảo vật gì sao? Ngọc Hiên do dự một chút, coi như thân hình khẽ động, phương hướng hắn lướt qua cũng là Hàn Phàm Tinh. Tại thời điểm này trên khuôn mặt của hắn không có bất kỳ sợ hãi, có vẻ như hắn ta chỉ muốn làm cho Tiêu Viêm cảm thấy như vậy, không thực sự sợ Tiêu Viêm. Trong Hỏa Liên Đen, Tiêu Viêm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bất hủ chi lực đã không còn lộn xộn xung quanh, nhưng treo lơ lửng trong trái tim của Tiêu Viêm. Trái tim đập của Tiêu Viêm lúc này không phải là điều bất thường, chính là trái tim của tôn thượng mà nữ đế đã trao cho hắn, nhưng theo lời nữ đế, cũng không phải là trái tim thực sự của tôn thượng, mà là một trong những thế hệ thứ 9 của tôn thượng. Tiêu Viêm top 8, tất cả đều đạt đến độ cao khác nhau, nhưng không phải tất cả đều đột phá đến bất hủ. Ít nhất Tiêu Viêm không nhận thấy bất kỳ dư lượng bất hủ chi lực nào trong trái tim này. Và không biết liệu trái tim này có đạt đến bất hủ kiếp trước hay không, Tiêu Viêm đã giết chết bất hủ biết rằng bước đầu tiên của đế chi bất hủ chi lực ẩn chứa là nơi trái tim nằm, đột phá đến bất hủ, phải bắt đầu từ trái tim. Và nguyên khí hải chỗ đan điền sẽ không biến mất vì đột phá đến bất hủ, chí ít tạm thời sẽ không. Tập mới đến đây là kết thúc, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo. Xin like cho có tinh thần, thêm một đăng ký, muôn phần cảm ơn.